Hôm thứ năm tuần trước thì thị trường nó có một cái phiên giảm điểm rất mạnh với một thanh khoản rất là cao. Đa phần các anh chị nhà đầu tư thì đều cho rằng là thị trường nó sập rồi, đau trên rồi, phân phối rồi anh em ơi, bán mà chạy đi. Đa phần các broker trên thị trường thì đều nói rằng là chúc mừng anh chị đã chốt lại ngay đỉnh cùng em. Rồi. À, nhưng mà trong ngày hôm đó thì em là một trong rất là ít số người, số ít người trên thị trường cho rằng là thị trường nó sẽ có những cái nhịp phục hồi và thị trường nó sẽ chưa chỉnh ngay. Nếu chị nào có xem kênh của em thì chị biết. Và trong khoảng hai phiên dự gần nhất là ngày thứ sáu cũng như là ngày, ngày hôm nay là ngày thứ hai thì thị trường nó có hai phiên giao dịch phục hồi rất mạnh đó và sau hai phiên dịch vừa qua thì những anh chị nào hô thị trường ngày thứ năm mà nó sập à, thì bây giờ anh chị lại quay lại nói là thị trường là chỉnh thị trường nó chỉnh xong rồi anh em quay lại múc đi thị trường nó không chỉnh nữa đâu vậy liệu thị trường trong những cái phiên dịch sắp tới thì thị trường nó đã chỉnh xong hay chưa mình mua lại được cổ phiếu hay là chưa em thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ phân tích với anh chị rất kỹ cái điều này thì liệu thị trường nó đã ổn định hay chưa mua mới lại được hay chưa và các cái mặt cổ phiếu thì mình sẽ phân tích như thế nào thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ phân tích với anh chị rất kỹ để giúp anh chị đầu tư tốt hơn ở trong những sắp tới khi mà người ta sợ hãi thì mình không có quá bi quan nhưng khi mà người ta hưng phấn bắt đầu hưng phấn trở lại thì mình sẽ có một cái góc nhìn khác hơn với thị trường bởi vì nếu chị nào hay xem kênh của em thì em là một người em đưa ra những cái quan điểm nó sẽ hơi khác Đa phần các broker trên thị trường Và các nhà phân tích trên thị trường một chút xíu à, Tuy nhiên sẽ hỗ trợ các anh chị rất tốt Trong quá trình đầu tư của anh chị Rồi thì chào mừng tất cả quý anh chị nhà đầu tư Đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạo Official à, Thì anh chị xem video nếu anh chị thấy hay Thì anh chị có thể bỏ ra và yeah, nhấn giúp em một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh uh, subscribe kênh nếu chị chưa đăng ký ở uh, trong dòng sắp tới thì em sẽ ra rất nhiều các video về thị trường về kiến thức uh, cũng như là các cái những ngành tiềm năng uh, để chị có thể đầu tư tốt hơn uh, trong dòng sắp tới vậy nên nếu chị thấy hay thì chị nhớ like uh, cũng như là một cái nút đăng ký kênh nha đó thì em làm những cái video này thì mất rất là nhiều thời gian thì chị chỉ uh, chỉ cần đăng ký kênh uh, thì sắp tới thì em sẽ uh, trả lại những cái món quà rất là tức là anh chị nhận được uh, kiến thức À, em nhận được những giá trị tinh thần à, thì đôi mình cùng cả lời thì chúng ta sẽ à, có thể là giống như là đôi bạn cùng tiếng rồi cảm ơn chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh rồi, thì chúng ta sẽ nhìn lại về cái phiên ngày hôm nay một chút xíu, phiên nhật đầu tuần. Thì thị trường nó sẽ có những cái diễn biến như thế nào? Thì ngày hôm nay thị trường nó có một cái mức tăng điểm rất là tốt, là khoảng là 8,5 điểm và đóng cửa cái mức là 1.116. Với một cái mức thanh khoản ở mức là trung bình khá là 15.267 tỷ, với 241 mã tăng và 143 mã giảm. Trong độ VN30 thì có 23 mã tăng và 5 mã giảm. đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn qua về cái mặt vận động của thị trường ngày hôm nay để chúng ta xem về thị trường ngày hôm nay nó vận động như thế nào chị ha rồi chúng ta nhìn bằng cái biểu đồ 5 phút ha. Rồi anh chị có thể thấy là trong buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường nó có một cái dịp hưng phấn. À, bởi vì buổi chiều ngày thứ sáu thì thị trường nó kéo rất là nhanh vào tầm khoảng là 20 phút cuối phiên đây này. Đó 20 phút cuối phiên chiều thứ sáu vậy là thị trường nó kéo rất là nhanh. Đó. Thì khi mà nhào tư, à, trong cái phiên ngày thứ năm á là ai cũng hô sập. Đó, ai cũng hô sập và ai cũng hô phân phối. Buổi sáng ngày thứ sáu thì nói là ờ anh chị bán đi. À, chứ thị trường nó sập rồi. À, nhưng mà vào buổi chiều ngày thứ sáu á thì thị trường nó kéo rất là nhanh ở 20 phút cuối phiên. Thì khi mà thị trường nó kéo rất là nhanh ở 20 phút cuối phiên á với một cái phiên rút chân thì đa phần anh chị nhà đầu tư anh chị sẽ bị điện gọi là em hay gọi là cái hiệu ứng ngược vì thế. Tức là anh chị từ sợ hãi, anh chị sang anh chị hưng phấn trở lại thì nó đã làm cho thị trường nó có cái gáp ngày hôm nay. Đó là thị trường nó có một cái gáp rất là nhỏ từ đầu phiên. Trong phiên thì thị trường nó quay trở về lắp lại cái gáp này. Ở phiên chiều thì thị trường nó vẫn có những cái bức rung lắc rất là mạnh, tuy nhiên thì nó có những cái mức phục hồi của phiên. À, do cái sự tăng điểm tốt của những cái mã cổ phiếu bán lẻ à, và đặc biệt là những cái mã cổ phiếu trong rổ VN30. Ngày hôm nay các cái mã cổ phiếu VN30 ở cuối phiên á, cái nhịp tăng ở cổ phiếu chị là đa phần là những cái mã cổ phiếu vin 30 nó kéo thôi chẳng hạn như là một số các cái mã cổ phiếu như là morgan này, vinamil hay là một số những cái mã cổ phiếu như masan, Sebeco hay là VIX đó thì đó là cái vận động của thị trường và cái phiên dụng ngày hôm nay tức là thị trường nó cũng là một cái phiên hưng phấn nối tiếp vào cái đà ngày thứ sáu trong phiên thì quay trở về lắp lại gáp và kéo ngược lại ở cổ phiên rồi thì bắt đầu thì em sẽ thì bây giờ thì em sẽ phân tích một chút với cái vận động của thị trường hiện tại thì em sẽ phân tích với chị về cái vấn đề về tâm lý trước khi mà chúng ta nhìn qua vấn đề về kỹ thuật á thì chúng ta sẽ phân tích về vấn đề về tâm lý một chút xíu thì anh chỉ có thể thấy là khi mà thị trường nó có một cái giai đoạn tăng cái dòng này này là cái giai đoạn tầm khoảng là cuối tháng à, cuối tháng năm là tháng 6, tức là trong khoảng là hai tuần vừa qua thì chị thấy là thị trường nó tăng rất nhanh và thị trường nó tăng rất thốc tức là gì tức là thị trường là ai cũng có lãi và trong cái nhiệm nhiệm vừa qua thì cái điều đặc biệt của thị trường là gì là gì vậy là đa phần các ngành đều đi lên đó đó là một cái điểm rất là hay của thị trường trong cái nhiệm qua tức là thị trường đều đi lên và các ngành đều lên tức là đa phần nhà đầu tư đều có lãi thì khi mà đa phần nhà đầu tư đều có lãi gì thì cái phiên này là sao cái phiên này là, là đa phần là anh chị bán đúng không bởi vì khi mà một nhà đầu tư mà người ta cả lãi nhiều á thì không biết là anh chị tư vấn làm gì ví dụ em nha ví dụ em là một người em tư vấn có rất nhiều những cái mã cổ phiếu em có lãi rất là tốt em tư vấn các chị khách hàng của em rất là tốt à, nhưng mà ngày thứ năm á em không có bảo bán đâu nhưng mà vẫn có rất nhiều các chị nhà đầu tư tức là cũng bán bớt tức là gì tức là tâm lý là tâm lý là ờ à, mình có vị thế tốt À, mình có những cái hỏi lãi rất, rất là tốt nhưng mà khi mà thị trường nó biến động á à, thì ít hay nhiều thì cũng cũng phải bán ra tức là gì tức là dù là vị thế tốt hay là ngày vị thế xấu á thì cái phiên ngày thứ năm tuần trước á là nhỏ lẻ là đa phần bán và em có nói em cũng có nói với chị là cái phiên ngày thứ năm tuần trước á là không có cái tổ chức nào bán đó, là đa phần là nhỏ lẻ bán rồi bởi vì sao bởi vì đoạn này là nhỏ lẻ có lại rất là nhiều đó và dòng tiền tươi dòng tiền mới đổ vào thị trường rất là mạnh và đa phần chị nhà tư thì chị thấy là các group á là sâu lãi rồi chúc mà anh chị chốt lãi thành công gì tầm lâm hết là lúc đó là nhà đầu tư bắt đầu là khoe lại thì khi mà khoe lại là người bán một cái là nhà đầu tư chốt lại rất là nhiều à, tuy nhiên vào cái phiên dụng ngày nói thì mới đó với chị ấy, khi mà thị trường đang đi lên nó có một cái lực anh à, em tức là nó có một cái lực nó đang đi lên à, thì năm nếu mà nó muốn một giai đoạn mà nó chững lại nó có dần rũ bỏ đó thì lúc nào thì chúng cũng, sẽ có những nhịp hồi đó tức là em hay gọi là cái vùng đó là em gọi là những cái vùng cân bằng trên gọi là cái vùng mua nhiều nhịp, nhịp đó bởi vì khi mà thị trường nó đi lên đó những cái phiên này á đa phần là nhỏ đi bán tuy nhiên nếu mà thị trường nó có những cái phiên phục hồi rút chân, phục hồi kéo lên trở lại à, thì nhỏ lẻ bán vào cây này á thì người ta sẽ nói là ờ thị trường nó cướp hàng của, của mình à, thị trường nó cướp hàng của trời rồi em ơi thị trường nó rủ bỏ mình rồi thị trường nó chỉnh xong rồi thị trường nó uptrend rồi chỉ phải mua lại thôi em đó thì đó là cái tâm lý mà nhà đầu tư tổ chức muốn tạo khi mà thị trường nó có những cái vùng chuẩn lại qua những cái vùng kháng cự như thế này em chẳng hạn với chị như này khi mà thị trường nó đi từ dưới lên đây em ví dụ như khi mà thị trường nó đi từ dưới lên như vậy đúng không nó tạm về những cái vùng kháng cự thì những cái phiên mà bán như này chị là ai bán vậy là đa phần là nhỏ lấy bán nhưng mà tổ chức nào bán đó bởi vì sao bởi vì đa phần là nhỏ tự đoạn này là đều có lãi thì khi mà nhỏ lấy bán thì những cái phiên phổ như này à, là bắt đầu là hô là thị trường nó chỉnh xong rồi em thị trường nó tạo đấy rồi đó. chỉnh xong rồi rồi thì khi mà đâu lại là nó sẽ chỉ chỉnh tiếp rồi chỉnh tiếp nó là kéo lên tiếp là hô tiếp đó. nhưng mà đến những cái nhịp mà năm một nè hai này đây một này hai này ba lần này thì nó rủ một phát thì khi mà rủ một phát là kéo lên trở lại rất là nhanh thì đó là cái tâm lý của một cái vùng nó chặn lại hay là những nghiệp như này khi mà thị trường nó tăng rất thấp từ dưới lên thì đa phần nhà tư đều có lại rất nhiều nhà tư đều có lại rất lớn thì những cái phiên bán khối lượng lớn như này chị là ai bán vậy là đa phần là là nhỏ lẻ bán chứ không có tổ chức nào bán hết đó bởi vì động này ai cũng có lại mà anh chị đó thì khi mà bán xong này khối lượng lớn xong này là ngày hôm sau á là bắt đầu là hô phân phối buổi tối ngày đó là bắt đầu là đau trên nó phân phối nếu chị nào mà xem những giai đoạn của em những clip quen tầm giai đoạn khoảng hai khoảng đó, thì phân phân rất là kỹ với chị về những cái phiên như này tức là gì tức là nhà tư nhỏ lẻ đa phần bán đã bắt đầu có nhân nhịp trở lại đó ngày hôm sau rút chân đã rồi đu lại đu lại lại tiêu là thị trường nó sẽ rất có những nhịp lũ bỏ như này hay là những giai đoạn như này của năm của giai đoạn tầm khoảng là đây giai đoạn tầm khoảng tháng tháng chín hai đây khi mà thị trường nó bất từ giữa lên nó có những cái phiên bán của lượng lớn thì những cái phiên này là đa phần nhà tư nhà lẻ người ta chốt lời, sau đó thì trường nó còn có những nhịp phục hồi lên à, thì những cái nhịp phục hồi như này á, là dụ tức là dụ tâm lý tức là nhà tư lần cứ tưởng người ta cứ tưởng là ờ à, là thị trường không chạy nữa à, nhưng mà lại giật nên là đu vào đu vào là thị trường nó sẽ dính những nhịp như phía sau như này đó thì đám hay gọi là thị trường đi lên nó sẽ có những cái nhịp chuẩn lại như vậy đó thì đó là cái tâm lý mà chị phải lưu ý trong cái nhịp như này à, tức là về cái trên trong hiện tại thì chị thấy là thị trường đã đi lên được một nhịp này biến động tích lũy này nhịp này là nhịp thứ hai này tức là từ cái đáy giai đoạn tầm khoảng tháng tư của thị trường á hiện tại là thị trường nó chỉ đi lên được hai nhịp thôi và thị trường nhiều chị hỏi là ờ, em ơi thị trường lao trên cho em thì em nói là thị trường nó còn lâu nói mà thị trường đau trên là còn lâu vậy chị bởi vì theo cái góc nhìn của em thì cái sóng này của thị trường á nó phải tầm khoảng tháng 7 và em nghĩ là tầm tháng 8, tháng 7 là sớm, nhưng mà tầm khoảng tháng 8, tháng 9 thị trường nó mới có những cái đỉnh gọi là cái đỉnh cao trào. bởi vì theo cái góc nhìn qua thì giá qua giai đoạn vừa qua cái cổ phiếu nó lên chưa có nhiều và các cái dòng cổ phiếu nó chưa có một cái nhịp này để chạy nước chạy nước rút và đến trong cái nhịp rồi thì có nhiều các chị nhà đầu tư thì cho rằng là thị trường nó nó vào một giai đoạn nó cao trào và một giai đoạn là nó phân phối lớn là chưa em chỉ cho rằng cái nhịp này á là một cái giai đoạn thị trường nó chuẩn lại tại những cái vùng kháng cự tức là sao tức là khi mà thị trường đi từ dưới lên nó gặp cái vùng kháng cự đầu tiên là cái gì là một nghìn thì gặp vùng kháng cửa là gì chị là phải hấp thụ là phải hấp thụ áp lực bán bởi vì cái vùng này là cái vùng cản lớn thì nhà đầu tư khi người ta về á là người ta bán thì phải hấp thụ anh à, hấp thụ rồi đi lên tiếp đi lên tiếp gặp cái vùng kháng cự như vậy gặp cái vùng kháng cự một hai thì kháng cự một hai thì đa phần nhà đầu tư người ta sẽ bán tiếp thì mình cũng sẽ cần một cái vùng hấp thụ tương tự như vậy anh à, nhiều hơn. thì nhiều chị là cái vùng hấp thụ này nhiều chị nó là nó nó tốt hay là xấu thì thêm là tốt đó bởi sao bởi vì khi mà thị trường nó đi lên vậy thì trường nó sẽ đi lên chậm anh chị lưu này trong tất cả các cái chu kỳ của thị trường á khi mà thị trường đi lên á nó sẽ đi lên rất chậm vừa lên vừa hấp thụ vừa lên vừa hấp thụ và đến cái giai đoạn cuối á là nó sẽ chạy nó rút anh chị không khi mà thị trường nó đưa từ dưới lên này vừa lên vừa lên vừa hấp thụ vừa rũ bỏ vừa lên vừa hấp thụ vừa rũ bỏ thấy không lên này chỉnh này hấp thụ này tăng tiếp này hấp thụ này tăng tiếp hấp thụ và chạy nó rút này anh chị ạ à? tức là cái nhịp này là thị trường nó lên hấp thụ lên hấp thụ nên là nó là thị trường nó đỉnh cao cao là chưa đâu đó và em, phân tích cái nhịp này nó chỉ là một cái nhịp nó cân bằng lại và nó có một cái quá trình rũ bỏ quanh cái vùng một rồi thì đó là cái góc nhìn rộng đó là cái góc, góc nhìn rộng là thị trường đau trên hay chưa đó tuy nhiên với cái góc nhìn mà gọi là cận cảnh hơn một chút xíu là trong khoảng những cái phiên vừa qua là thị trường nó có một cái đà đi lên có một cái phiên trận lại thì như em phân tích anh chị là những nhà đầu tư mà bán cái này á kiểu gì ngày hôm thứ sáu và ngày hôm nay cũng đã có mua lại rồi và anh chị em nghĩ là với những chị nào đang xem video của em á ngày thứ năm hô trang thì em nghĩ là đa phần là còn hơn 50 rồi anh chị nào thường, thường xuyên xem video của em, anh chị ha thì có thể là anh chị sẽ giữ một cái tâm thế là trung lập nhưng mà nếu những chị nào mới xem á thì đa phần là anh chị sẽ nói là ờ là thị trường nó chỉnh xong rồi thị trường nó gọi là thị trường nó nó tăng rồi đắp trên rồi nhưng mà chị phải lưu ý một cái điều như này này khi mà thị trường nó tạo những cái vùng nó chạm về những cái vùng kháng cự lớn và thị trường nó gặp những cái phiên bán khối lượng lớn vào ngày thứ năm á tức là lực cung nó có rồi đó, thứ nhất là lực cung nó có một phiên bán còn lớn này hai này ba và cái phiên tức là này mà anh chị lưu ý là, là nó đã có ba phiên đó cái phiên này này là một cái phiên này là hai này và cái phiên này là cái phiên dần co với một thanh khoản tỷ đô này tức là áp lực cung này là có và anh chị để một cái ý kể một cái điểm là ngày thứ sáu và ngày hôm nay á, và ngày thứ hai á, là thị trường nó phục hồi nhưng mà thanh khoản rất thấp tức là gì tức là cái vùng này là cầu nó vẫn Còn là cầu mới còn là cầu mạnh á, nó vẫn chưa có bạn đó thì thị trường nó vẫn sẽ còn dằn co tiếp tục trong những cái phiên sắp tới tức là thị trường nó sẽ dằn co tiếp đó nó cứ biên nó cứ về biên trên 1020 là nó sẽ bị tán xuống về biên dưới là quanh 1090 1090 lên nó sẽ giật lên đó nó sẽ liên tục như này nó có thể là nó sẽ buôn hai nhịp nhưng nó chỉ là cái vùng buôn nhiều nhịp và cái vùng cân bằng trên đó cái nhịp rướng của nó nó có thể là hai nó có thể là ba nó có thể là bốn nhưng mà chị lũ là trong cái vùng này cái tâm thế chị phải lưu với em á là mà đừng có hưng phấn quá nhưng mà sao nhưng mà mình cũng đừng có hoảng loạn quá tức là sao tức là thị trường nó mới nhú lên một cái ở đừng có hô ở trên rồi đừng có hô hà là chỉnh xong rồi nhưng mà nếu mà thị trường nó có gãy xuống này mình cũng đừng có quá lo bởi vì sao bởi vì cái trên chính của thị trường như em nói là thị trường nó đã vào một cái cơn sóng rất mạnh rồi và em chỉ cho rằng cái dàn này mới chỉ là giai đoạn khoảng thân cá rồi chứ có chưa cái gì mà gọi là đỉnh cao nào gì hết đó, nên là chị Lũ là nên là chị lũ là không nên quá hưng phấn cũng như là không nên quá hoảng loạn trong cái dịp này rồi thị trường bây giờ thì nó đã có hai phiên giao dịch phục hồi nhưng mà chị để kỹ là hai phiên này thanh khoản nó không có lớn thanh khoản nó không có lớn như vậy, tức là cái lực cầu nó chưa có giảm vào, đã lực cầu nó chưa giảm vào. Nên là chị lưu trong những trong những cái phiên sắp tới á, khi mà thị trường nó chạm về 1000 quanh 1120 á, nó sẽ có những cái phiên nó bị bán xuống và nếu bị bán nó bị bán quá mạnh á, thì nó có thể rơi về 1100 đến 1190 một lần nữa và nó sẽ biến động như thế này. Và trong dòng sắp tới trong quá trình mà thị trường nó biến động chị lưu một cái điểm như này á, là nó kiệt khối lượng càng sớm á, thì cái nhịp phía sau của thị trường nó sẽ lên càng nhanh. đã chị lưu giúp em ha, là trong cái quá trình sắp tới thị trường nó biến động như nào thì mình không biết, lại cứ ghẻ nó nhưng mà trong cái những cái nhịp nó rủ rủ sau này mà thị trường nó kiệt khối lượng càng sớm á, thì cái thời gian mà thị trường nó vượt cái đỉnh 1 000 không một nghìn nó sẽ càng ngàn em ví dụ như anh chị như này đây em ví dụ như anh chị như này đó <laughs> khi mà thị trường nó đi lên anh em khi mà thị trường đi lên này bắt đầu này bán này bán này, này vô lớn vậy bán này thì anh em tức là thị trường nó bị dao động quên nước nghĩa là gì nghĩa là cho dù là tổ chức bán hay là cho dù nhỏ lấy bán thì cũng là cung lớn tức là lực bán nó có thì lực bán nó có thì phải làm gì vậy là phải rũ bỏ đó tức là muốn đi lên thì phải lực cung đi đúng không thì phải rũ bỏ thì thì rồi thế nó biến động này vô lớn này anh à, em nó nhú lên một phát này thì ai cũng hô là ấp trên ai cũng hô là là chỉnh xong rồi là vào sóng thì sau đó thì chúng nó chỉnh ban sát nó chỉnh ban sát nó bắt đầu rũ bỏ kỳ cung trở lại bắt đầu đi lên đi lên anh à, chị không đây hay là những cái nhịp như thế này khi thị trường đi lên này bán này bán này dao động này dao động lỏng này vô lớn này nhú lên một phát này ai cũng hô trên ai cũng hô là chỉnh xong rồi này nó bị bán xuống và thị trường nó phải rũ kiệt cung này anh em anh chị thấy càng về sau là thị trường nó phải kiệt cung thị trường mới lên có những gì phía sau này đó nên là trong những cái phía tới thì anh chị chỉ cần lưu ý là thị trường nó biến động như là mình không biết nhưng mà thị trường nó có những cái phiên rũ bỏ biến động hẹp lại và có những cái phiên kiệt khối lượng phía sau á thì cái thời gian mà thị trường nó kỳ khối lượng càng sớm thì cái quá trình của thị trường đi lên càng nhanh đó thì đó là nó cái vận động chung của thị trường trong khoảng từ một tuần sắp tới đến hai tuần sắp tới bởi vì bởi vì cái quá trình này anh chị nó sẽ không diễn ra nhanh đâu mà nó sẽ diễn ra trong vòng một đến 1 đến 2 tuần đã thì anh chị có follow loại đó để anh chị nắm cái view thì chuồng trong thời gian sắp tới, ok ha. Rồi à, cái vậy thì với một cái với một cái view như vậy á thì mình sẽ cần hành động như này. Rồi thì em, em nói hành động chung chị ha. Cái thứ nhất á, là những cái chị nào có vị thế tốt á nắm thật chặt chẽ. Đặc biệt là những chị nào tôi có vị thế tốt từ những cái điểm mua như này thì anh chị phải nên nắm thật chặt chẽ em chị ha. đó với những cái mà cổ phiếu nó có vị thế tốt thì anh chị nên nắm giữ. Đã nên nắm giữ các cái mã cổ phiếu bởi vì xem góp nhìn xem thì thì trường nó còn lên và các cái nhóm cổ phiếu nó còn lên chứ nó không có gọi là chúng nó không có đi đâu hết đó nào, với các cái mặt cổ phiếu mà với anh chị có vị thế tốt chẳng hạn là những cái mặt cổ phiếu như VND nhiều anh chị khách hàng cũng như là những anh chị nào xem YouTube ở của em có mua quanh những cái vùng giá tầm khoảng 15 8 đến 16 thì hiện tại anh chị lại tầm khoảng là bao nhiêu trăm là tầm khoảng là hơn 20 trăm có nhiều anh chị lại không tầm 21 2 trăm thì với những cái vị thế như là những cái vị thế rất an toàn thì anh chị phải nắm giữ thật chặt chẽ. ở nha hay là những cái mặt cổ phiếu như thằng những cái mặt cổ phiếu như thằng uh, VGC với những chị có vị thế thuế tốt như này thì với những cái mặt cổ phiếu cái trên mạng như này á thì phải nắm giữ thật chặt. À tuy nhiên với những cái mặt cổ phiếu mà chị mới mua, những cái mặt cổ phiếu mới mua mới mua là như nào em những cái mặt cổ phiếu mới mua như này. Ví dụ chị mua trong những cái phiên như này này. Thì có nhiều các cái nhóm cổ phiếu á, em không phải là em em không phải là nói tất cả các nhóm cổ phiếu gì ha. Có nhiều các cái nhóm cổ phiếu là chị đang họ vốn. Hoặc là đang lỗ nhẹ. Thì với các cái mặt cổ phiếu mà đang lỗ nhẹ hoặc đang hào vốn á thì theo cái gốc nhìn con gì ha, thì chị nên hạ hết luôn. Mình cầm tiền, mình sẽ quan sát thì trường cũng như là mình sẽ có góc nhìn tốt hơn đối với các cái cổ phiếu để mình sẽ vào hàng cho cái nhịp sắp tới còn đối với những chị nào đặt cái vị thế mà cũng có lãi đi nhưng mà có lãi là nhỏ nhỏ tức là ít hơn năm phần trăm một chút xíu Quý anh chị đang lại tăng khoảng là bốn năm phần trăm thì anh chị có thể nắm giữ tuy nhiên anh chị nắm giữ nhưng mà anh chị nên chặn lại tức là anh chị có thể nắm giữ nha nhưng mà nên chặn ở giá vốn bởi vì sao bởi vì mình chặn ở giá vốn để mình né khi mà thị trường nó có những cái nhịp điều chỉnh sâu như này, này những nhịp chỉnh sâu nhé thì nó không ăn vào vốn của mình anh à, chị đúng không? còn những cái mặt cổ phiếu mà chỉ có vị thế tốt thì nắm vô tư đó ok thì đó là cái góc nhìn gram trong những sắp mới đó, tức là tổng kết lại này là thị trường nó vừa trải qua một cái nhịp bán rất mạnh vào ngày thứ năm ai cũng hô sập ai cũng hô bù tráp thì cái phi xin lỗi chị ai cũng hô sập ai cũng hô phân phối thì cái video ngày thứ năm em em có phân tích với anh chị rất kỹ là thị trường nó sẽ hồi là thị trường nó chưa chỉnh ngay nếu anh chị nào mà mà chưa xem lại cái video đó thì anh chị xem lại cái video đây đây cái video ngày kỹ thuật cơ cấu danh mục này vào ngày thứ năm tuần trước thì em có phân tích với anh chị là thị trường nó sẽ chưa chỉnh ngay Ok không ạ? À? và canh những cái phiên phục hồi đầu tuần để canh theo dõi danh mục cũng là cơ cấu các cái mã cổ phiếu. Đó, cổ phiếu mạnh giữ lại thật chặt kem cổ phiếu yếu nếu vị thấu lại gọi là vị thế lỗ hoặc là đang hòa vốn thì cứ bán còn vị thế lại nhẹ 4 năm phần trăm thì giữ lại chặn ngay giao vốn đó nếu tức là một á là bán hoặc là có thể là giữ lại chặn ngay giá vốn tùy vào cái kỹ năng xử lý của vậy đó rồi cái thứ hai là gì cái thứ hai là trừ những cái mã cổ phiếu ở trường hợp đặc biệt thì anh chị không nên mua lại quá sớm khi mà thị trường nó có những nhịp rướng như thế này nha em nói là trừ những trường hợp đặc biệt ha đa phần các cái nhóm cổ phiếu nếu mà thị trường nó có rướng, rướng lại á, thì anh chị không nên đu lại quá sớm nha bởi vì anh chị có thể dính một cái nhịp điều chỉnh ở phía sau như này này đó, ví dụ như là trừ những trường hợp đặc biệt đó trong dòng này vậy, trong dòng này nha vẫn có các cái mã cổ phiếu lúc đó nó lên nha chị ví dụ như VIP hay là liên việt đó, hay là trong những cái nhịp như này vẫn có các cái mã cổ phiếu nó vẫn lên ví dụ một số các cái mã cổ phiếu như hà đô uh, hdc đó, tức là em nói là trừ một số các cái mã cổ phiếu nó có điểm mua đặc biệt đó thì nó mới có nhịp, những, xuất hiện những điểm mua những nhịp rướng như này còn đa phần các cái mã cổ phiếu trong những cái nhịp rướng như này những nhịp rướng này rướng lại chỉnh này rướng lại chỉnh rướng lại chỉnh rướng lại chỉnh vậy nên nếu chị nào chọn một cái điểm mua mà nó không tốt thì những cái những nhịp chỉnh khi mà chị mua với những dính những dính những, những, những nhịp như này, này thì anh chị có thể dính những cái khoảng lỗ là tầm khoảng 4 đến 5% Ok mà. đó em nói là đa số chung các cái nhóm cổ phiếu nếu anh chị nào mua dính một cái nhịp buông trắc tức là một cái nhịp rướng lên trong ngắn hạn á, anh chị có thể nhắm, anh chị có thể bị thị trường rủ từ 4 đến 5%. Đó, vì em nghĩ là nếu anh chị nào mà có, tức là để mà trường hợp mà ok nhất, anh chị nào mà không có lựa chọn những điểm mô tố, thì anh chị nên ngồi yên trong cái nhịp buôn sắp tới. Cứ chỉ cơ cấu danh mục và chỉ nắm giữ cổ phiếu nếu cái vị thế tốt và Còn không thì anh chị cứ đợi cho thị trường nó rũ hẳn thì anh mua. Trừ một số trường hợp đặc biệt nha. Bởi vì như anh chị em nói với anh chị là trong cái nhịp sắp tới sẽ có rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó vẫn sẽ có điểm mua. À, nhưng mà nó sẽ rất ít ở nhà trong một cái vùng mà thị trường nó biến động nó sẽ có rất ít các cái mã cổ phiếu nó sẽ xuất hiện để mua thì nếu anh chị nào mua được thì không sao là anh chị nào cực kỳ nó tốt còn về hình chung các cái hình chung hình gọi là à, tình hình chung về các cái nhóm cổ phiếu đó, thì mới là các cái mã cổ phiếu nếu anh chị bị dính một cái nhịp buôn tráp ngắn á, thì có thể là bị lỗ đến nó bốn năm phần trăm nếu chị mới ok anh chị lưu cái điểm này giúp em rồi thì đó là cái góc nhìn về thị trường anh chị thấy không ạ à? đó thì đó là cái giá trị mà em muốn đem lại với anh chị trong cái video ngày hôm nay cũng như là trong cái video ngày thứ năm tuần trước đó nhiều anh chị ngày hôm nay có nhắn tin cảm ơn em là hay quá em ơi ngày thứ năm tuần trước chị không có bán mà chị chờ à, chị chờ ngày hôm nay cũng như là gọi là ngày hôm thứ sáu nó hồi và ngày hôm nay chị hồi chị bán được cái giá tốt đó chị anh chị thấy cái giá trị rồi đó bởi vì sao bởi vì anh chị lúc là cái ngày này ngày hôm thứ năm tuần trước á, là đa phần là nhỏ lấy bán thôi chứ không có tổ chức là bán đó à, nhưng mà sao nhưng mà khi mà tổ chức nó bán là nó sẽ bán cái nhịp số 2 này anh nhau nó sẽ bán cái nhịp số 2 này bởi vì sao bởi vì nhỏ lẻ á người ta không bán tức là người người ta bán ở cái nhịp đầu tiên á, thì người ta bán rất là nhanh em sẽ phân tích với anh chị một tâm lý như thế này nè anh chị hỏi là ở ơi vì sao khi mà thị trường nó rướng lên á à, nó lại có một những cái nhịp mà nó rướng 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 một có những cái nhịp buôn tráp ngắn như vậy em thì anh chị lấy một cái điểm như này này đây khi mà thị trường đi lên thì những nhịp dẫn đầu tiên như vậy tức là khi mà thị trường đi lên thì những nhịp dẫn đầu tiên á là nhỏ lấy bán thì khi mà anh chị có lãi như vậy anh chị bán dễ không Em ví dụ như anh chị một anh chị có lãi là 10 phần trăm 15 phần trăm anh chị bán dễ anh chị bán cái rẻ, bán cái rột là bán liền bởi vì sao bởi vì đăng lãi quá lớn là bán bán liền nhưng mà khi mà chị mua lại á ví dụ anh chị mua lại là anh chị gọi là, gọi là mua mua lại anh mua lại là gọi là, gọi là vẫn số tiền đó khi nhưng mà chị mua lại là nhưng mà khi mà chị mua lại lỗ tầm khoảng là hai ba phần trăm là cái nhịp này ví dụ anh chị mua lại cái nhịp này anh chị lỗ hai ba phần trăm là bán gì đa phần nghèo tôi người ta sẽ gọi đó gồng hay là những nhóm như này khi mà chị mua lại á anh chị có bán không đa phần chị nhờ tư sĩ gồng nhưng mà khi mà thì trường nó đó gồng tiếp rồi khi mà nhưng mà khi mà thì trường nó thủng hỗ trợ này đã nó quét nó thủng hỗ trợ này là anh chị ơi à, nhìn đa phần cấp rô này thì cũng là anh chị ơi thì chúng nó gãy hỗ trợ rồi nó gãy trên rồi là bán bán xong thì chúng nó kéo trong mình ngồi luôn anh chị không? hay là như như này khi mà đi lên là có lại lớn này thì những cái cây này đa phần nhà nhà tôi có lại bán chị bán chứ hay những cái này bán không bán bởi vì khi đó có lại nhiều mà thì khi có lại nhiều thì bạn rất nhanh nhưng mà khi đu lại á khi đu lại gì là bán rất là khó bởi vì khi mà chị đu lại là cái vị thế cho không có tốt này bán cực kỳ khó rồi khi mà thị trường nó gãy hỗ trợ gãy mạnh thì đa phần là bán ra bán không bán ra thì trong cái gì phía sau này là không dám đu lại nữa đu lại thì nhìn thị trường nó tăng trong nghi ngờ luôn đó thì đó là cái tâm lý là em hay gọi là cái những cái nhịp buôn của nhiều nhịp của thị trường á thì đó là lý do vì sao ông có nói chị là khi mà thị trường nó có xảy ra hiện tượng buôn nhiều nhịp á thì chị nên giữ cái tâm lý nó trung hòa thôi tức là gì tức là mình cũng không có hô hào là thị trường lên và mình cũng không nói là thị trường nó xuống mình cứ giữ cái tâm lý bình thường bình thường mình theo dõi kỳ cổ phiếu bởi vì nếu anh chị mà bị thị trường nó quay trong dịp này á giai đoạn sau nếu anh chị bị bị thị trường nó rổ á là chị không thể không thể dám mua lại bởi vì sao bởi vì anh chị nó ờ à, thị trường nó lừa quá rồi thị trường nó không có lên nữa đâu tức là sao tức là chị bị lừa một lần anh à, chị bị lừa hai lần chị lừa lần thứ ba đó. thì sau này khi mà thị trường nó kéo thiệt á là chị nó ở à, thị trường nó lừa rồi nó không có lên nó chỉ buông tráp thôi thì sau này nó mới kéo thì đó là cái hay của cái vùng mà buông nhiệt đó ok Đã, đó, là vấn đề về tâm lý ok đó thì đám cảm nhận với chị về một chút thị trường một chút xíu đó bởi vì nếu chị nào mới vào thị trường á bởi vì em thấy là trong cái nhiều vụ rồi á em là một người tư vấn cũng như là em chat với rất nhiều các chị khách hàng thì em thấy trong em thấy là trong cái nhiều vụ rồi như vậy em thấy là cái dòng tiền tươi á là cái dòng tiền f không mới á, rất nhiều và trong tháng năm vừa qua thì cái lượng nhà tư mở tài khoản mới á, cao nhất từ giai đoạn tầm khoảng 2020 cho đến bây giờ và ừ, xin lỗi chị tầm khoảng là tháng tháng 5 tháng 5 2022 cho đến, đến bây giờ. Tức là cái lượng nhà đầu tư mới và cái lượng nhà đầu tư mới vào thị trường rất nhiều. Thì khi mà chị mới thì những cái nhịp như này là anh chị không có thể hoặc là chị anh chị chưa biết à. Đó nên là những cái video gần nhất em phân tích em có phân tích với chị rất kỹ về cái vấn đề về biến động của thị trường và vấn đề về tâm lý của thị trường để anh chị có thể có những cái nhịp nó trải nghiệm nhiều hơn. Ok không ạ? À? Ok. Đó, thì em phân tích với chị một chút ngoài ha. Rồi, đó là vấn đề về thị trường Nhìn qua một chút về vấn vấn đề về khối ngoại thì ngày hôm nay khối ngoại mua rồng là khoảng 63 tỷ. À, và tự danh là ngày hôm nay cũng mua rồng ngày hôm nay chưa cập nhật nhưng mà tự danh thì trong những cái phim vừa qua thì à, mua rồng tương đối tốt à, khối ngoại thì ngày hôm nay mua rồng là tầm khoảng là 64 tỷ sau 3-64 tỷ là những cái nhịp tương đối tốt ha rồi thì đó là vấn đề về khối ngoại cũng là về cái dòng tiền của thị trường rồi tiếp theo thì em sẽ nhìn qua về một số các nhóm ngành cũng như là các cái nhóm cổ phiếu để nhìn qua đầu tiên là đầu tiên là nhóm ngành chứng khoán đây nhóm ngành chứng khoán thì hiện tại vẫn đang trong một cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn à, nhưng mà vẫn có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó vẫn đang trong một cái xung lực rất là tốt chẳng hạn như là MBS này đấy là một số cái mã cổ phiếu như SHS này, đấy, S thì chị thấy là nó nó lùi lù đi lên nhưng mà nó vẫn tăng rất là tốt, hay là những cái mã cổ phiếu như VND, đó VND thì cái xung lực rất là mạnh, thì hôm bữa vào cây này, này, hôm bữa vào cây này thì cái cây ngày hôm thứ năm trước á, thì nó có một thông tin là VND bị cắt margin, bị VBS cắt margin rất là lớn, thì ngày hôm đó thì anh cũng nghe là rất nhiều đội là bán với VND này, à, cũng như là rất nhiều các chị nhà đầu tư là nghe khi mà nghe thông tin đó là chỉ sợ, à, tuy nhiên chị lưu là VND là một cái mã cổ phiếu nó đang trong một cái thế đánh lên, tức là nó đang trong một cái thế đánh, thì những cái mã cổ phiếu này á nếu mà nó không có những cái hiện tượng nó nó hai đỉnh rồi nó ba đỉnh rồi nó tầm lum ra này á thì nó mới gãy được còn nếu mà nó, nó, cân bằng đi lên tiếp á, thì cái mặt cổ phiếu nó vẫn còn đánh bởi vì từ những cái nền như này chị thiện về để nó lên chú nhiều nên là chị những cái mặt cổ phiếu này nếu mà không có hiện tượng giao động lớn hoặc là chưa có hiện tượng là hai đỉnh á, anh chị phải nắm giữ thật chặt chẽ đặc biệt là nhớ với những chị nào em có ý kiến nghị đi mua trong những cái vùng tầm khoảng là 15 8 16 ở dưới này thì anh chị nên nắm giữ thật chặt đừng có rớt hàng với thằng này đó các cái, cái mặt cổ phiếu khó, khó còn lại thì vẫn đang trong những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn đã thì chị có thể chờ cân bằng đó chị có thể chưa cần bằng chị quan sát dòng sau rồi một số các cái mã cổ phiếu ngày hôm nay tăng tốt dù có những cái mã cổ phiếu dòng bán lẻ này dòng bán lẻ ví dụ cả DG hay là một số những cái mã cổ phiếu như FRT mà đến Google thì với cái dòng bán lẻ á, thì em phân em sẽ phân tích với chị như này ha bởi vì anh chị hỏi em với những cái mã cổ phiếu này rất là nhiều ở à, cái dòng bán lẻ là một cái dòng nó phục hồi và cái dòng này nó nó là một cái dòng nó nó phục hồi khi mà thị trường điều chỉnh thì những cái dòng nó phục hồi khi mà và nó tăng tốt khi thị trường điều chỉnh á, nó sẽ có hai góc nó sẽ có hai góc nhìn cái góc nhìn đầu tiên á nó là cái nhóm mà nó chạy sau tức là các cái dòng kia nó chạy hết rồi mấy cái dòng này nó chạy sau và cái góc nhìn thứ hai á, nó là cái dòng nó sẽ tăng tốt trong cái nhịp sắp tới anh à, đó thì đó là cái hai góc nhìn nhưng mà nó đó thì chị thêm á thì theo cái góc nhìn của em thì những cái mã cổ phiếu này á nó là những cái mã cổ phiếu nó sẽ thiên về những cái mã cổ phiếu nó tăng tốt trong nhịp tới hơn là những cái mã cổ phiếu nó chạy sau tuy nhiên với những cái mã cổ phiếu dòng bán lẻ á, thì em có phân tích với chị là những cái mã cổ phiếu bao dòng bán lẻ đa phần là những cái mã cổ phiếu này nó thuộc trên xuống tức là cái kênh nó là cái kênh dưới cái kênh dưới là như nào tức là chị nhìn cái vùng xoay quay của thằng G đi là cái vùng này này đó thì những cái mà cổ phiếu nào ở kênh trên đó thì nó phải nằm ở cái vùng như thế này là nó phải nằm ở cái vùng là tầm khoảng 47.5 độ lên thì khi mà thoát cái điểm này này thì nó sẽ vô thấp tức là những cái mà cổ phiếu nào ở kênh trên hay là những cái mà cổ phiếu như DG đó thì cái biên của nó là cái biên này như thế cái đi cái biên ngoài là cái này không? Thì cái mã cổ phiếu này vừa trải qua cái nhịp swing thì bây giờ đang đi lên. Nhưng mà cái bản chất của nó là cái mã cái bản chất là đi từ dưới đáy lên là cái bản chất của nó là những cái mã cổ phiếu nợ kênh dưới. Thì với những cái mã cổ phiếu nợ trên dưới này á, thì anh chị chỉ cần lưu ý giúp em những cái mã cổ phiếu như DCW hay FRT hay là những cái mã cổ phiếu là mà nó sẽ đi giống giống như thằng anh chị biết không? Giống như để đất sạch. Đó tức là gì tức là những cái mã cổ phiếu như là MWG, DCGO này, FRT á nó sẽ ở vùng này. Tức là gì? Tức là một cái mã cổ phiếu mà nó chưa có thoát trend gì Nó sẽ không thể nào mà tăng liên tục được đâu Ví dụ nó sẽ lên này nha, nó lên này Nó spring xong này, nó lên này, nó rủ này Nó lên tiếp này, nó rủ này Nó lên tiếp này. nó rủ này Anh à, nhìn mà nếu g sắp tới, khi mà nó về bên này này Nó sẽ rủ, rồi lên, rồi nó rủ, rồi lên Cho đến chừng nào mà nó thoát khỏi trên này này Nó mới vào một cái nhịp tăng chính được à, hay là những cái mã cổ phiếu như DJ này em, anh à, nhìn thấy cái này còn không? Thì những cái mã cổ phiếu là những cái mã cổ phiếu ở kênh giữa và kênh dưới, tức là nó ở dưới nó đi dưới lên thì nó sẽ lên rồi nó sẽ rũ lại nó lên nó rủ lại nó lên rồi chân nào mà nó thoát khỏi đây này thì nó sẽ bước vào một cái một cái trend mới Đó. thì những cái mã cổ phiếu bán lẻ thì nhiều người hỏi là nó có trend hay chưa thì nó đã có trend rồi nhưng mà gọi là nó có đi lên được mức hay không á thì nó sẽ khó để mà những cái mã cổ phiếu mà bán lẻ mà đánh mức như những cái mã cổ phiếu như BSI trong dịp này đoạn này hay là những cái mã cổ phiếu như VND ở đây trong đoạn này á, thì sẽ rất khó như vậy bởi vì sao bởi vì những cái mã cổ phiếu là những cái mã cổ phiếu ở trên trên kênh trên tức là từ một cái vùng tích lũy lớn xuất phát vừa cái đỉnh thì những cái mã cổ phiếu gọi những cái mã cổ phiếu nó vào trên những cái mã cổ phiếu nó vô sóng nhưng mà những cái mã cổ phiếu nó là những cái mã cổ phiếu đang trong cái trên phục hồi tức là sao tức là từ này này nó vẫn còn cách rất xa cái đỉnh này nên là cái cách đi của nó là như vậy đó nên là chị nếu mà muốn mua những cái mã cổ phiếu bán lẻ trong nhiều tháng tới á, anh chị có theo dõi cực kỳ theo dõi cái nhịp giống thằng đất xanh gì em Chừng nào mà có những điểm như thế này thì mua được Chừng nào mà có những điểm như thế này thì mua được cho đến khi mà nó bất cái trên này á, thì cách mua thì nó sẽ khác đó. còn khi nào mà các cái mặt cổ phiếu đi từ dưới lên á, mà cái trên của nó vẫn đang trong một sai quấy anh chị mua những điểm rủ vô thấp mua rủ vô thấp mua thì những cái mặt cổ phiếu bán lẻ mà ở phía dưới anh chị mua vậy em đừng có mua ở giá cao nha đó, mwg này đó ở DC World này hay là những cái mà cổ phiếu FRT nhóm này chỉ có một cái một số ma sát tương tự luôn nhóm này chỉ có thằng Pet đó. thằng Pet thì cái trend nó tốt bởi vì thằng Pet cái trend đó là cái trên nó là trên lên rồi cái nhà của nó là dạng nền trong nền đó, cái trend nó trend lên thì cái trên này thì anh chị nắm giữ thì nắm giữ vô tôi được đó và anh chỉ có thể mua những cái nền ngắn được nhưng mà những cái mà cổ phiếu như là MRG đi xuống FRT á thì anh chị anh chị nên mua ở nhịp chỉnh khối lượng thấp nha đừng có mua đâu bởi vì những cái mà cổ phiếu này lên có một đâu anh chị để mà xem những cái mà cổ phiếu này xịt lên rồi nó rũ lại đó nó lên rồi nó sẽ rũ lên rồi rũ đó thì đó là những người bán lẻ đó bởi vì ngày hôm nay thì anh chị hỏi em rất là nhiều là những bạn ngành bán lẻ thì nó gọi là nó, nó có để vô sống hay chưa đó thì những cái mà cổ phiếu này đi từ dưới lên thì nó sẽ vận động như vậy nha anh chị rồi tiếp theo là một số các cái nhóm cổ phiếu như là khu công nghiệp đi khu công nghiệp thì một số các cái mã cổ phiếu như IDC nó vẫn dự giá rất là tốt thằng này thì nó chậm nhưng mà nó, em thấy là cái độ dự giá của nó rất là tốt vậy về cái cách đánh thì IDC thằng ID, IDC á cách đánh nó hơi hiền tức là cái vận động của nó thì hơi chậm nhưng mà nó cái dự giá trong cái nhịp này thì nó dự giá tương đối tốt nên là những cái mặt cổ phiếu này những cái mặt cổ phiếu anh chị phải nắm giữ thật chặt em bởi vì thằng IDC là một cái mặt cổ phiếu nó đã vô sóng như vậy thằng IDC là nó đã vô sóng tức là nó đã bất thoát khỏi cái vùng tích lũy rồi thì những cái mặt cổ phiếu như này thì anh chị nào có hàng á, nắm giữ thật chặt em nắm giữ thật chặt hay là một số các cái mặt cổ phiếu như ETA này những cái mặt cổ phiếu anh chị có hàng phía dưới phải nắm giữ thật chặt anh không hay là những cái mặt cổ phiếu như VGC này nắm giữ thật chặt đó bởi vì những cái mặt cổ phiếu này những cái mặt cổ phiếu nó đã vô sóng và cái trên của nó là trên mạnh đó, nên là phải nắm giữ thật chặt À, chỉ có một số những cái mặt cổ phiếu nó hơi yếu những một số những cái mặt cổ phiếu như thằng KBC này thì nó hơi chậm một chút xíu nhưng mà cái trend của nó vẫn là trên lên nó hơi chậm hay là HSC này đó, thì với những cái mặt cổ phiếu này chỉ có hai thì chỉ có nắm giữ giúp em bởi vì dòng, dòng dòng khu công nghiệp là một cái dòng nó nó hiếm thôi nha nó là một cái dòng nó có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó đã vô sống rồi nhưng mà cái tính cách của các cái nhóm cổ phiếu thì mỗi thằng một kiểu ok à, thì đó là với nhóm uh, những anh khu công nghiệp rồi tiếp theo là nhóm uh, à, nhóm điện này nhóm điện ngày hôm nay cũng có một số những cái mặt cổ phiếu nó tăng từ tốt ví dụ như là BBC này Hà Đô hay là QTB bao à, thì chỉ có hai các mặt cổ phiếu cứ nắm giữ thôi à. em không có vấn đề gì một số những cái mặt cổ phiếu dầu khí dầu khí thì trong cái nhịp qua thì chỉ có một số những cái mặt cổ phiếu nó giữ giá tốt như thằng BVS BVS là một cái mặt cổ phiếu thấy giữ giá rất tốt à, hay là những cái mặt cổ phiếu như BVB em thấy là cái độ giá của nó tương đối tốt à, nhưng thằng BVD là một cái mặt cổ phiếu thì em thấy là cái độ giữ giá của nó nó không quá lớn nên á, nếu sắp tới thì chỉ chị nếu muốn đánh những cái mặt cổ phiếu dầu khí á. Uh, thì anh chị có thể chuyển cơ cấu bớt một phần qua những cái mặt cổ phiếu như BVS nếu chị nào đánh lớn tức là nếu chị những cái mặt đánh những cái mặt cổ phiếu lớn á, thì chị có thể nhìn 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 những cái mặt cổ phiếu như à, uh, thì để anh chị tức là nếu mà nó cân bằng á, thì chị có thể cơ cấu thành BVD sang hoặc là những cái mặt cổ phiếu mà nó thành bbb này uh, thì cái trên này thì nếu anh chị canh những cái nền phía sau á thì để anh chị cơ cấu sang tức là cái nhịp hiện tại như vậy tức là cái nhịp hiện tại á thì mình khi mà thị trường nó biến động á, thì mình sẽ theo dõi là trong một ngày thì cái cổ phiếu nào á, nó sẽ vận động tốt hơn thì khi mà thị trường nó biến động xong á thì mình sẽ cơ cấu sang những mã cổ phiếu tốt hơn đó em ví dụ như này em ví dụ như là hiện tại một anh chị nắm cái mã cổ phiếu BVD anh chị nắm mà anh chị nắm ở vùng giá dưới này là quanh trong 21 này đó thì trong cái nhịp qua thì giá hàng nó đi hơi nó đi lên hơi chậm và khi mà nó chỉnh á, nó chỉnh cũng nhiều thì những nhịp sau thì anh chị có thể cơ cấu bớt một phần sang BVS để cho cái danh mục của anh chị nó sẽ thanh thoát hơn đó hay là ví dụ anh chị nắm một cái dòng như là dòng mà dòng khu công nghiệp đây anh chị nắm thành KBC à, là anh chị thấy là KBC có nhiều rồi anh chị à, tức là nó hơi chậm mặc dù là cái vị thế anh chị vẫn tốt nha à, nhưng mà anh chị thấy là các cách đánh của thằng à, ví dụ một số các cái mã cổ phiếu như thằng Ita à, một số những cái mã cổ phiếu như Ita hay là một số những cái mã cổ phiếu như VGC cái cách đánh nó mượt hơn đó thì anh chị có thể canh những cái dịp mà nó tích lũy lại học canh những cái nhịp mà điều chỉnh đúng lúc đó, à, thì anh chị có thể cơ cấu bớt qua một phần hai à, tức là mình không có dùng tỷ trọng quá lớn vào một cái một cổ phiếu nào mà mình có thể chia làm hai mà sẽ lâu ok nhất tức là một mã mình đã có chút đó và một mã nó nhảy sống hơn trong cái nhịp điều chỉnh sắp tới đó thì đó thì nghĩ là cái nó là sẽ nó sẽ là một cái hướng cơ cấu tốt nhất đó tiền đem mới nói này bởi vì nhiều chị hỏi là em ơi ví dụ cái video tuần trước đây cái video tuần trước em đã hướng dẫn là cái anh chị cơ cấu là uh, hai cái video cơ cấu với một á thì nhiều anh chị có hỏi là khi mà cơ cấu xong rồi mà cái cổ phiếu mà nó vẫn chậm tức là ví dụ như là chị nắm cái mặt cổ phiếu BVD là chị lãi 15% tức là cái vị thế nó vẫn tốt vì thế vẫn tốt thì vẫn giữ được nhưng mà nó có một cái điểm là thằng BVD nó hơi chậm. Tức là trong cái nhóm dầu khí thằng anh chị thấy BVD nó hơi chậm. Thì có một cái phương án như này là khi mà thị trường nó biến động đủ á thì anh chị có thể cơ cấu cái mã cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ mà nó chậm á sang một cái mã cổ phiếu nó nhạy hơn. Một phần 2. Em ví dụ như là qua cái nhịp điều chỉnh này mà anh chị còn mà anh chị vẫn nắm giữ được tức là anh chị đang nắm BVS, tức là một cái mã cổ phiếu nhạy đúng không? Nhạy sống và giữ giá độ tốt thì anh chị không cần cơ cấu. Không, em nói là những cái những gì mà cổ phiếu mà anh chị giữ lại trong cái nhịp nào vì thế tốt nha mà thì anh chị không cần cơ cấu với nhưng mà anh chị ví dụ anh chị đắm thằng BD anh chị lãi 15 phần trăm là một cái khoản lại đầu tốt nhưng mà khi mà thị trường nó chỉnh xong rồi anh chị vẫn có thể vẫn có thể cơ cấu bằng cách là chuyển một phần hai cái mặt cổ phiếu này sang những cái mã cổ phiếu nhẹ hơn trong ạ à, thì đó là cái cách mà mình nghĩ là nó sẽ tối ưu mặc dù cái vị thế anh chị vẫn tốt nhưng mà sao nhưng mà cái cổ phiếu của mình ở đôi lúc nó sẽ hơi chậm à, giống như này có nói ví dụ anh chị nắm với thằng cổ phiếu KBC đi anh chị nắm từ vùng giá khoảng 24 24 đến bây giờ anh chị lại phải hơn 20 trăm Lại lớn chị lớn, giữ được không? Vẫn giữ được Nhưng mà sao? Nhưng mà chị thấy KBC nó hơi chậm à, Nhưng mà chị không có những cái mặt cổ phiếu như VG, vr hay là VGC hoặc là ITA hay là những cái mặt cổ phiếu nó nhạy hơn à thì nhịp sau nếu mà thị trường có điểm mà những cái mặt cổ phiếu nó có điểm mua thì có thể cơ cấu bớt một phần hai qua đã thì xảy ra là những cái cách cơ cấu nó phù hợp à, hay là một số những cái mặt cổ phiếu như bóng sản đi đã bất sản như mà nói ví dụ một số chị nắm một số các cái mặt cổ phiếu như ICC vì thế tốt ví dụ nắm ở vị thế tầm giá khoảng 13 dưới này hay là một số những cái mã cổ phiếu như là một số những cái mã cổ phiếu như thằng Thằng khang đi đã vì thấy tốt tầm giá khoảng 28 tám thì chị vẫn có lại à, nhưng mà nếu mà chị thấy nó hơi chậm thì có thể cơ cấu một số những cái mã cổ phiếu nó đã vô sống em ưu tiên với những cái mã cổ phiếu mà chị muốn cơ cấu đó là những sắp tới anh à, chị nên cơ cấu sang những cái mã cổ phiếu nó đã vô sống hơn tức là ví dụ nếu cơ cấu thì phải cơ cấu sang những cái mã cổ phiếu như tdc này là những cái mã cổ phiếu nó vô sống này giữ giá tốt này và chỉnh ít này thì phải cơ cấu sang những cái mã cổ phiếu như này hay là những cái mã cổ phiếu như DRH này, đâu rồi, DRH này, đó như không, chạy đa tốt này, giữ giá tốt này nếu mà dạng sắp tới mà cân bằng được á, thì nên cơ cấu sang những cái mã cổ phiếu như này tức là gì tức là nếu mà chị cơ cấu nên cơ cấu sang những cái mã cổ phiếu nó đã vô sống nha nó đã vô sống chứ đừng nên cơ cấu sang những cái mã cổ phiếu theo dạng bình năm vụ ví dụ như là nhiều người chị hỏi là có nên cơ cấu ví dụ nếu mà sắp tới có nên cơ cấu thằng xe không thì không nên bởi vì sao bởi vì thằng keo là một bằng xe là một cái mã cổ phiếu nó chưa có vô sống mà một cái mã cổ phiếu nó chưa có vô sống á, thì anh chị không nên cơ cấu à đó, mà phải chọn những cái mà cổ phiếu nó để vô sống rồi những cái mà cổ phiếu TDC này nó để vô sống này bởi vì sao anh chị bởi vì như nó gì là một cái mà cổ phiếu nó để vô sống á mà nó cân bằng được á, là tổ chức nó phải kéo nó bởi vì nó để vô sống tức là tổ chức nó đã đánh rồi nó bày đảo nó đã bảo tiền cho nó đánh rồi thì anh chị có thể cơ cấu qua bởi vì anh đã bỏ à, là thằng lái nó ví dụ nó nó chỉnh xong rồi nó cân bằng được nó chỉ nó chỉ có đánh lên thôi nhưng mà những cái mặt cổ phiếu như sale á là một cái mặt cổ phiếu nó chưa vô sống hay là những cái mà cổ phiếu đất xanh là một cái mặt cổ phiếu nó chưa vô sống thì khi mà chị cơ cấu qua chị sẽ bị ngâm vốn bởi vì sao bởi vì những cái mã cổ phiếu này nó có thể rủ bất tức là nó có thể rủ anh chị tâm lum tài lên rủ cái gọi là anh chị tuột quân đi ra gọi là rủ rất lớn và sau nó mới kéo thì anh sẽ bị anh chị sẽ bị trôn vốn thì đó là cái góc nhìn sắp tới mới nếu chị cơ cấu những cái mã cổ phiếu trong cùng một nhóm ngành tức là gì tức là em nói với, với những cái chị ở đây là anh chị đã cơ cấu tức là anh chị đã bán những cái mã cổ phiếu có vị thế công tốt rồi nha với những cái mã cổ phiếu anh chị đang lại là lại lớn và là có vị thế tốt anh chị có thể cơ cấu như vậy ví dụ anh chị đang lại những cái mã cổ phiếu nó chậm chậm ví dụ những cái mã cổ phiếu như BVD lại 15% thì như em có nói vì thế tốt nhưng mà nó hơi chậm thì có thể cơ cấu bớt sang BVS hoặc là BVB đó hoặc ví dụ như là lãi thì KBC đang là 20 thì vì thế tốt cũng vậy tốt nhưng mà sao nhưng mà hơi chậm tại thì có thể cơ cấu bớt nếu mà có những cái mặt cổ phiếu như VGC hoặc là ITA nó có điểm mua hay là ví dụ như đăng lại những cái mặt cổ phiếu như Nam Long hay là Khang Điền hay những mặt cổ phiếu như Đắc Xanh đã, gọi là mặc dù có vị thế tốt nhưng mà những cái mặt cổ phiếu nó chưa vô trên thì nên nếu mà có nếu mà có những cái có những cái cơ hội á, thì mình cơ cấu sang những cái mặt cổ phiếu nó nó vừa, nó đã vô sống rồi ví dụ DRH hoặc là những cái mặt cổ phiếu TDG thì đó là cái cách cơ cấu người lên thành sĩ tối nhất chứ đừng nên cơ cấu một cái mặt cổ phiếu chậm sang một cái mặt cổ phiếu nó chậm hơn anh à, chị nhưng mà ví dụ như là nếu mà cơ cấu đừng cơ cấu cơ cấu sang một cái mặt cổ phiếu dầu khí sang thay bằng bếp rồi bởi vì cái mặt cổ phiếu này nó hơi chậm đó, cơ cấu là phải cơ cấu sang một cái mặt cổ phiếu nhảy sống vô trên mà nó phải nhanh và nó phải giữ giá được OK. Thì nếu mà có thời gian rảnh thì em sẽ làm với chị một cái video nữa về vấn đề về cơ cấu như một như này. Đã nhưng mà nói với chị qua qua về nhanh như vậy để chị có một cái hướng xử lý trong thời gian sắp tới. Nhìn nhóm đầu tư công thì vẫn có một số những cái mặt cổ phiếu nó dùng giá đủ ví dùng VCG này là G36. Đầu tư công thì em thấy vẫn rất tốt à. em thấy không vấn đề gì hết. Đã, rồi. Cứ để nó cân bằng. Ánh nói chung là vùng này thì em thấy là các một số các cái mặt cổ phiếu vẫn đang trong quá trình cân bằng. Ví dụ như là à, chứng khoán này hay là một số những cái mặt cổ phiếu đầu tư công này dầu khí vẫn đang trong quá trình cân bằng thì là phải mất tầm khoảng là một tuần nữa thì nó có cân bằng được chỉ có một số những cái mà cổ phiếu nó riêng lẻ ví dụ là bán lẻ này đã bán lẻ thì trong trong ngày hôm nay nó tăng rất là tốt thì những cái mà cổ phiếu bán lẻ như nó nói là những cái mà cổ phiếu này là những cái mà cổ phiếu nó ở trên dưới nó gọi là ở trên dưới nó đi lên nên là sẽ có những gì bị chuyển phía sau đã thì nếu như nào có quan tâm thì chị có thể theo dõi những cái mà cổ phiếu như, như vậy nên chị đăng rồi à, à, như qua một số các cái nhóm cổ phiếu như vậy nào, còn các cái dòng cổ phiếu khác thì em cũng thấy nó cũng giống giống như là những cái mặt cổ phiếu như đầu tư công là công nghiệp thôi tức là gì tức là phục hồi sau một cái đề giảm mạnh đó, ok đó, thì anh chị có thể có một cái góc nhìn như vậy nha rồi tổng kết lại cái phiên giao ngày hôm nay cũng như là cái video ngày hôm nay là cái gì rồi thì đầu tiên á, thì anh chị lưu ý là thị trường nó đã có một cái phiên giảm mạnh vào ngày thứ năm với một thằng rất cao thì tâm lý nhà đầu tư là sợ hãi à, tuy nhiên sau hai cái phiên giao dịch gần thì tâm lý nhà đầu tư bắt đầu hưng phấn trở lại à, nhưng mà anh chị thấy là cái thanh khoản nó không lớn này, tức là lực cầu nó vẫn còn yếu hay là cầu còn yếu nên là thị trường nó sẽ chưa lên được ngay đâu anh chị lưu ý, ha thị trường nó vẫn chưa lên được ngay và thị trường nó sẽ có một cái vùng biến động em dự kiến như vậy là cái biến cái vùng biến động của thị trường á, là một một chín x tức là 1109x này đến cái vùng là 1.120 là sẽ cao biên này trong ít nhất là tầm một tuần tới đó. và trong cái vùng này thì chỉ lớn cho một cái điều nha là thị trường nó có kéo cũng nông không nên hưng phấn quá và thị trường nó có sập á, cũng đừng hoảng loạn quá ai trên thị trường nó nói gì nói đừng có hưng phấn quá cũng đừng hoảng loạn quá các bạn rồi cái thứ hai á, là ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ nha tức là ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ mới có điểm mua á. đó thì anh chị thì đa phần các cái mã cổ phiếu á, thì anh chị không nên mua khi mà thị trường nó rướng về bên trên như thế này nha tức là hạn chế mua khi mà thị trường nó có những nhịp rũ lên ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ rồi cái tiếp theo là khi mà thị trường nó có nhịp rũ rũ dần phía sau á thì cái thời điểm mà thị trường nó kiệt khối lượng càng nhanh á thì cái thời gian mà thị trường nó sẽ vô trên á, nó sẽ càng sớm ok rồi tiếp theo là về vấn đề về danh mục với những cái mặt cổ phiếu anh chị có lại lớn thì anh chị nắm giữ thật chặt với em đó, từ từ nha cái phần sau thì em sẽ nói tiếp với những cái mã cổ phiếu chỉ có lại lớn này với những cái mã cổ phiếu này lại lớn này lại lớn thì chị nắm giữ thật chặt chứ em với những cái mã cổ phiếu đang lỗ nhẹ lỗ nhẹ hoặc là đang hòa vốn đó, tức là tầm khoảng không trăm hoặc không phần trăm hoặc phần trăm thì em lại nên bán hết đi đã ví dụ như đang đang lỗ nhạt đang hòa vốn thì nên bán hết đó, còn với những cái mã cổ phiếu mà đang lại vừa vừa tức là tầm khoảng 5% năm phần trăm lại đó, thì nắm giữ chặn ngay giao vốn nắm giữ chặn ngay giao vốn nha rồi nắm giữ chặn ngay vốn rồi tiếp theo là sau khi mà anh chị cơ cấu danh mục xong rồi nha, Tức là sau khi mà anh chị tức là cơ cấu danh mục xong rồi Và định hình được là cái mạng cổ phiếu nó vận động như vậy thì mình sẽ làm gì Rồi sau này khi mà thị trường nó biến động với những cái mạng cổ phiếu mà anh chị giữ lại Tức là anh chị cơ cấu số 1 anh chị giữ lại Thì sau này anh chị một cái mạng cổ phiếu mà anh chị nắm giữ mà với những cái mạng cổ phiếu anh chị còn giữ lại á, Mà sau này khi mà thị trường điều chỉnh xong mà cái mạng cổ phiếu anh chị thuộc dạng chậm Thì anh chị có thể cơ cấu bớt cái mạng cổ phiếu đó sang một cái mạng cổ phiếu nó nhạy hơn trong ngành như này nói ví dụ như là thằng BVD tín nhiệm này nó chậm đúng không mặc dù anh chỉ có vị thế tốt anh chỉ có thể dựng lại được nhưng mà nhịp sau nếu mà có cơ hội vẫn nên cơ cấu một hai sang BV à, còn nếu như nắm BV mình chỉ có rồi thì thôi không cần không cần ạ hay là ví dụ anh chỉ nắm một cái mã cổ phiếu như thằng gì ta nắm cho một cái mã cổ phiếu như KBC của những khu nghiệp anh chị đang lại ba chục phần trăm vẫn vẫn rất nhiều à, nhưng mà nếu mà vẫn có cơ hội thì vẫn có thể là cơ cấu bổ sang những cái mã cổ phiếu như VGC hoặc là một số những cái mã cổ phiếu như thằng Ita để có thể là có một cái nhảy sống không đó thì đó là cái bước sau này nhưng mà nó luôn để anh chị có thể có một cái góc nhìn rõ hơn sau này khi mà thị trường nó nó tích lũy xong cũng như là nó nó tụt xong ok vậy ha rồi thì đó là cái video của em ngày hôm nay à, bởi vì ngày hôm nay em không có livestream được nên là một làm một cái video rồi kỹ để anh chị có thể nắm qua ở trong cái phiên ngày hôm nay rồi thì nếu chị thấy hay và hữu ích ở à, trong cái video ngày hôm nay thì anh chị à, vậy nên này... à, chị chị nhớ bỏ like ra vài giây nha nhấn giúp em một cái nút like À, cũng như là một cái nút đăng ký kênh, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã luôn theo dõi một kênh. Hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video cũng như trong các cái buổi livestream của em sau này. Dạ xin chào anh chị ạ.